Thì sau khi đi thanh lọc thì con cũng đã xây dựng được cho mình những cái thói quen về chăm sóc sức khỏe hơn, như là con thức dậy sớm trước 5 giờ sáng, và con sẽ uống nước vào buổi sáng, uống nước ấm vào buổi sáng, con ăn trong chánh niệm, con ngồi thẳng lưng. Con xin chào thầy Thích Tâm Thành và ban tổ chức Thanh Lọc Thân Tâm. Con tên là Minh Nguyệt và con là một y sĩ học cổ truyền. Thì con có duyên may mắn là vào tháng 1 năm 2023 thì con được tham dự khóa Thanh Lọc Thân Tâm, và con cũng có tham gia một vài khóa sau đấy nữa. Và con mới nhận ra một điều rằng là không phải nhất thiết là chúng ta có bệnh tật thì chúng ta mới phải đi Thanh Lọc Thân Tâm, mà việc một người bình thường khỏe mạnh chúng ta cũng nên đi Thanh Lọc Thân Tâm. Và khi mà đi thanh lọc thân tâm xong thì chúng ta sẽ có một cái cơ thể nó nhẹ nhàng hơn, và chúng ta sẽ có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực đổi mới sau khi mà chúng ta đi thanh lọc thân tâm. Và khi trở về với cuộc sống thường nhật thì chúng ta vẫn còn giữ được những cái nguồn năng lượng đấy để mà tiếp tục trong cuộc sống của mình. Và khóa thanh lọc thân tâm thì sau khi đi thanh lọc thì con cũng đã xây dựng được cho mình những cái thói quen về chăm sóc sức khỏe hơn, như là con thức dậy sớm trước 5 giờ sáng, và con sẽ uống nước vào buổi sáng, uống nước ấm vào buổi sáng, con ăn trong chánh niệm, con ngồi thẳng lưng. Và ban tổ chức cũng có khóa thiền ngồi bình yên cùng với mọi người sau khi thanh lọc, và đây là cái sự tâm huyết của ban tổ chức để cùng với lại học viên của mình có sự kết nối chăm sóc thân tâm hơn sau khi khóa học. Và con rất là biết ơn những người như thầy đã, cũng như là ban tổ chức đã mang được những cái giá trị tốt đẹp này tới cho mọi người, để mọi người có một cái cuộc sống tốt hơn. Và Việt Nam của chúng ta thì rất cần những người như thầy, những người đem hy sinh cuộc sống của mình, hy sinh những cái sự thời gian vất vả cuộc sống riêng tư của mình để làm sao mà đem được những cái giá trị tốt đẹp này cho mọi người. Và cũng ngoài ra âm thầm sau đấy thì cũng có rất là nhiều những anh chị trong ban tổ chức cũng đã hộ pháp cho thầy để mà âm thầm để mà đưa được những cái giá trị này tới với cho mọi người nhiều hơn. Thì con thấy cái việc làm này nó rất là tốt đẹp, và mình cũng muốn góp một cái công sức gì đấy làm sao mà hỗ trợ cho thầy để thầy đưa được những cái giá trị tốt đẹp này ra tới cho mọi người được biết nhiều hơn, để giúp cho mọi người có một cái cuộc sống tốt hơn, bớt đau khổ hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Thì xin biết ơn những cái giá trị mà thầy mang lại cho nhân loại, cho con người Việt Nam của chúng ta. Dạ, con xin cảm ơn.